Ngày hôm nay chúng ta cùng quay trở lại với Call of Duty Vanguard, Call of Duty Quân Tiên Phong. Như anh em đã biết, chúng ta vào vai một cái nhóm đặc nhiệm với cái nhiệm vụ đặc biệt, đó là đi tìm hiểu về cái một cái dự án, một cái chiến dịch tuyệt mật của quân đội Đức Quốc xã có tên là Phoenix, tức là Phượng Hoàng. Thế thì trong buổi trước chúng ta chơi thì chúng ta được trải nghiệm góc nhìn của một cái sĩ quan người Anh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với trải nghiệm dưới góc nhìn của một nữ xạ thủ người Liên Xô trong cái trận đấu để bảo vệ Stalingrad, thành phố có thể nói là một trong cái trận đánh có thể nói là huyền thoại trong cái chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô chống lại Đức Quốc xã. Rồi, mời tất cả các anh nghe. Stalingrad, tháng 8 năm 1942. Rồi, vào thôi. Lại học lịch sử à? Anh em cứ nói như thế khổ quá. Tôi có phải là giáo viên lịch sử hay tôi có phải là cái gì đâu. Tôi chỉ là cái thằng gọi là hay đọc cái này cái kia, mà tôi rất thích đọc về chiến tranh thứ hai, cho nên là nhiều khi tôi hay coi như là ngồi nói chuyện với anh em một chút. Chứ còn thì lịch sử với lại dạy học sinh lịch sử lịch siếc cái gì, khổ. Tôi biết cái gì tôi nói chia sẻ với anh em cho nó vui, để chúng ta coi như là có cái cảm giác nó cũng gọi là hưng phấn hơn khi mà xem game. Bởi vì là xem cái trò chơi mà nó lấy đề tài chiến tranh như này mà chúng ta không biết về lịch sử nó rất là buồn. Đây, thành phố Stalingrad đây. Mới có ngày hôm qua chúng ta chơi vẫn còn xanh sạch đẹp, bầu trời xanh thăm thẳm, mọi thứ ngon nghẻ, bồ câu bồ kiếc bay đẹp đẽ, cờ đỏ coi như là búa liềm vàng tung bay. Thế mà cuối cùng ngày hôm nay đã như thế này rồi, sau khi bị thả bom vào như thế này rồi đây. Một quả núc anh em ạ, một quả núc quân Đức thả xuống nhưng mà nó không nổ. Rồi, đi thôi, về xem là ông bố như thế nào. Đây là nhà mình mà. Ui, ai kia? Anh là quân Đức hay Liên, là anh là Liên Xô đây? À không, đây là quân Liên Xô. Ô! Thôi chết. Nó bắt mình vào trong này. Đức anh em ạ, Đức. Sao bắt mình vào đây tắm rửa à? Anh ơi, em vừa mới tắm rồi. Anh bắt em đi tắm á? Ờ thì chết thì thôi thì quân Đức giờ này hiền lành nhỉ? À không, đây. Ôi dồi ôi, đây là ai? À chắc là người dân chết. Bọn nó đang thẩm vấn ai anh em ạ? Bọn Đức có thẩm vấn ai ý? Có dao đi rồi. Mày dám giết người dân tao à? Ôi dồi ôi, con dao cắt bánh mì. Ôi, lần này thì không có nhầm nút nữa đâu. Trời ơi, nhuệ nhoàng. Khẩu coi như là sọc gân nhoạng nhòe. Rồi, mấy thằng Đức phát xít kìa. Ô, chúng mày láo à? Hả? Láo à? Hả? Láo à? Hả? Láo à? Hả? Hả? Chúng mày giết dân ai? Hả? Chúng mày xâm chiếm đất nước của ai? Hả? 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 You have to leave Stalingrad. Cháu cần phải rời khỏi Stalingrad đi ngay bây giờ cháu ơi. Một bà già. Và vẫn chết với tôi ngay. Dâm ba cái thằng Đức. Rồi, thằng lúc nãy mình bắn có rơi khẩu súng gì ra không nhỉ? Không. Hơi sáng anh ơi á. Hơi sáng à? Anh em thích thì tôi lại cho nó đỡ sáng đi. Có gì đâu, để tôi xem nào. Sáng sủng ở cái chỗ nào? Khổ anh em khó tính lắm. À đây đây, display gamma đây đúng không? Không phải. Chỉnh sáng ở đâu anh em ạ? Tôi không biết. Nó không có chỉnh sáng. Chỉ thế này thôi anh em ạ. Tối à? Vậy là được rồi, đẹp rồi. Anh em điên à, bình thường mà. Ừ đấy, thế thì được rồi gì, ok nhá. Thôi, cứ đưa một khẩu sọc gắn lại được, không phải sợ thằng nào hết. Bọn này nó nghe lệnh của lão Steiner à? Tướng bên Đức Steiner à? Nó đang coi như là kêu gào dưới rồi, điều nào đây? À đây, mình bắt cậu ở đây thôi. Ơ, không phải à? Nhiệm vụ bây giờ là về nhà, nhà đằng này ở đây rồi, bắt cậu đây rồi. Ừ.
Nói qua với anh em về cái trận Stalingrad này thì nó là nằm trong cái chiến dịch Blue của quân đội Đức Quốc xã năm 42. Nó khác với cái chiến dịch Barbarossa hồi năm 41 thì chiến dịch này là nó tập hợp quân đội Đức, còn tập hợp tất cả quân đội đồng minh. Có cả Rumania, có cả Hungary. Số lượng quân cực kỳ lớn. Quyết tâm là triệt hạ coi như quân đội Liên Xô. Tôi vừa nhìn thấy ông bố đứng ở cái cửa sổ kia rồi. Năm 41 thì Đức có đánh vào Liên Xô, đánh vào Moscow với cái mục tiêu là mục tiêu chính trị. Đánh nhanh thắng nhanh, đánh thẳng vào thủ đô luôn. Chiếm nhanh đấy, bởi vì Đức là nổi tiếng đánh nhanh thắng nhanh mà. Nhưng mà không được, thua ngay trước cửa ngõ Moscow bị đánh bật ra. Thế là sau đấy thì quân Đức có quyết định là thay đổi kế hoạch, nó không đánh vào đầu não của đất nước Liên Xô nữa mà nó đánh vào phía Nam, tức là cái nơi mà trung tâm kinh tế vựa dầu Baku. Đó, đánh vào đấy để đánh sụp tiềm lực kinh tế của Liên Xô đi. Sau đấy thì nó mới đánh gọi sau đấy thì nó mới ra được quyết định để từ Liên Xô. Thế thì sau rất nhiều cái chiến dịch, cái tổ hợp chiến dịch khác nhau, thế cuối cùng đánh đến Stalingrad. Và theo điều lệnh của Stalin lúc bấy giờ là không lùi một bước. Là một cái câu nói, một cái bài phát biểu nổi tiếng. Tức là nhiều đồng chí nghĩ rằng là phía sau lưng đồng chí, đất mẹ Nga vẫn còn nhiều đất lắm, chúng ta có thể lùi thoải mái mà không sao. Không, chúng ta quyết định không lùi một bước. Đó, và cái bài phát biểu rất nổi tiếng. Ôi dồi ôi, nó xử bắn ông bố à. Mày bố láo, bố láo, mày dám xử bắn người dân tao à? Bố láo, mẹ huyền thoại sniper sẽ ra đời từ đây. Mày lên đây, huyền thoại sniper. Tao biết chúng mày chuẩn bị lên đây. Lẹo tao, tao cái. Tiếp, lẹo tao cái. Tiếp, 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 hộ tao cái. Tiếp, 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 hộ tao cái. Nào, tiếp, hộ cái, hộ cái. Tiếp. Wow, vật vào đây. Chiến binh luôn. Bọn này tuổi gì? Phải bắn thằng cầm đầu à? Liên quan gì anh em bắn thằng nào chả thế, nó, chúng ta chỉ có thể bắn chúng đó thôi, làm thế nào được. Mày à, chứ tưởng tôi lấy khẩu. Mình phải có vừa có súng ngắm xong mình phải chơi súng ngắm chứ nhỉ. Ngay đây rồi. Có mấy khẩu K98 nhưng mà tôi không chơi K98 anh em ạ. K98 này. Chết chưa? Sao em? Chưa chết à? Chưa chết à? Ây à. Lên em ơi. Lên em, lên em. Tiếp tục nào. Còn vừa bắn vừa nghe nhạc kinh chứ. Vừa bắn vừa nghe kiểu nhạc kiểu thính phòng à? Một phát đầu. Này thì. Tiếp nào. Còn ai không? Thôi chúng ta làm khẩu MP40 cho nó. K98 băng đạn dài. Ló cái đầu vào đây. Vào đây. Nhắc lại tất cả các anh em mà tôi đang chơi chế độ Harden nhá. Harden chứ không phải là cái chế độ gọi là easy vậy, normal vớ vẩn. Nói thật với anh em luôn, trình tôi giờ nó khác biệt với năm xưa lắm. Vẫn có người sống mà. Khổ, ông bố đây à? Ôi giời ơi, khổ thân bố. Bị nó bắn vào giữa bụng, à giữa ngực, khổ. Cảm ơn anh em mà, cái gì? Hitler Z kinh đấy, ai à? Lần đầu thấy kênh live stream game mà bổ ích như vậy.
Ôi rồi tôi thật với anh em luôn, cái này anh em đọc là biết đấy mà, bổ ích cái gì. Các con phải chăm sóc cho nhau nhé. Da ông này mịn thế. Da rồi ông này chắc phải tầm 60 sáu mấy mà da mịn nhở. Trắng hồng luôn. Khổ. Trước khi chết vẫn dặn dò hai con chăm sóc cho nhau. Đâu bọn này nó bắn vào ngực, không phải bắn lên bụng mà bắn vào ngực. Vuốt mắt cho bố. Uống rượu nhiều nó thế. À đây rồi. Từ giờ là mình coi như là vứt cái băng gọi là băng quân cứu thương đi. Không còn là quân y nữa đấy. Từ bây giờ chính thức trở thành một nữ chiến binh, không còn chỉ là quân y như bình thường đâu, không còn chỉ là y tá phục vụ ở chiến trường nữa. Chúng ta chính thức trở thành một chiến binh. Khẩu này là riêng khẩu này là khẩu Polina sẽ không thể nào thả vứt đi được. Bởi vì nó là khẩu súng chính của Polina. Được đã. Bây giờ mình phải làm nào đi qua mấy con tanh này không phát hiện đã. Tiếp xe tăng. Quả này là quả. Có quả tăng con cọp đúng không anh em? Tăng con cọp đúng không? Nhìn quen lắm. Quả này là tăng con cọp rồi. Tiger đấy. Mày. Vào trong này nhanh. Ok. Cái gì đây? À, leo lên. Thì chả tăng con cọp. Panzer 4 á. À, tôi nhìn cái tháp pháo. Nhìn cái tháp pháo nó to lắm. Nhìn cái tháp pháo cả cái nòng pháo to lắm. Chắc là Tiger đấy. Chứ Panzer thì nó cũng không giống lắm. Xin lỗi anh luôn. Mày làm sao? Chúng mày làm sao? Hộ tao cái. Ây à. Hộ tao cái. Dăm ba thằng Đức. Hộ cái. Hộ cái. Ê, bạn đau thế. Từ từ bình tĩnh đã. Bạn đau lắm. Lo cái đầu lên đây. Ây à. Mẹ chó đông lắm. Chạy. Hộ mình cái. Em thấy pha di chuyển chuẩn chỉ không? Như một người lính đặc nhiệm luôn. Thằng Steiner nó đang kêu gọi quân đội Liên Xô đầu hàng. Kia là quân mình đúng không? Quân mình vẫn đang phòng thủ ở trên tòa nhà này. Một thằng vào đầu này. Hai thằng này. Ba thằng này. Thực ra trận Stalingrad này phải nói thật với anh em mà lúc bấy giờ là thành phố là bị tan hoang hết rồi. Tất cả chỉ còn là một cái đống bùi nhùi, gạch đá thôi. Nhưng mà quân Đức và quân Liên Xô là vẫn quần nhau ở trong đấy. Nhớ tôi không nhầm thì là cái lực lượng mà của quân Đức tấn công vào trong Stalingrad này là lực lượng tập đoàn quân số 6 thì phải đúng không anh em? Tôi không nhớ rõ lắm nhưng là quân số 6 của Paulus. Cuối cùng thì bị bao vây. Bị bao vây nặng quá, cuối cùng là bị cuối cùng là Paulus bị đến mùa đông không kịp làm gì. Đến mùa đông không có đủ cái bởi vì họ
Đức bao giờ dự tính như này này, đánh nhanh thắng nhanh, không quan cứ đánh từ mùa hè và hy vọng là sẽ đánh đến chiếm xong thành phố trước mùa đông, nhưng không ngờ đến mùa đông không, vẫn không thể chiếm được vì quân Liên Xô mặc dù là cả thành phố đổ nát hết rồi, không đầu hàng. Đấy, cuối cùng là Paulus bị vây ở đây, cuối cùng là đầu hàng đấy. Trước khi đầu hàng là quân Hitler còn ra lệnh, tức là không được phép đầu hàng mà thăng chức toàn bộ cho quân Đức mà, ở đây cơ mà. Thăng cho cả Paulus làm lên thống chế luôn. Cuối cùng vẫn đầu hàng bởi vì là tình thế của quân Đức bây giờ là tuyệt vọng rồi. Đâu nhỉ? Đến đây mình đi đậu đây. À, khẩu gì đây? Từ từ. Ngon. Súng ngon đây rồi. Chui đây à? Không phải. Đằng sau có bậc á? Bậc à? Đâu? À đây 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 đây, nhìn thấy rồi. Trên này, trên này, trên này. Nhiều khi mắt tôi nó hơi quáng gà, anh em thông cảm. Lựu đau quá, mình không có lựu chơi mấy thằng này, bực thật. Anh em thông cảm, thời tiết Hà Nội ngày hôm nay tự nhiên nó trở rét, thành ra thỉnh thoảng tôi hắt hơi sổ mũi tí, anh em thông cảm nhé. Tôi có một cái tật là hắt hơi, có phải hắt hơi rất là to. Nhiều anh em, ơi chứ quân mình. Các đồng chí cầm súng lên chiến đấu đi chứ, để sao anh đập đây. Các đồng chí không thấy tôi là một người phụ nữ mà còn dám đứng lên chiến đấu à? Ây à. Không hiểu các đồng chí kia làm cho gì luôn ấy. Ây à. Hiểu nam giới kiểu gì mà ngồi đấy ôm đầu ạ. Ấn H để uống thuốc á? Trong em gì có Ấn H để uống thuốc nào anh em? Vãi cả Ấn H để uống thuốc. Này làm gì có thuốc gì? Ấy à? Lại bị mất tiếng rồi. Ship F10 đúng không? Bình tĩnh các bạn ơi. Ôi, khó thế, cái bà này khó quá. Có khi là phải lấy súng ngắm đã bắn thôi anh em ạ. Chứ cái màn này có vẻ là không phải là để mình chơi cái khẩu kia rồi. Mà để chơi súng ngắm chăng? Mẹ nó bắn rát lắm. Ok. Ở đâu ra mình nhanh vậy? Cái là mình phải tiến nhanh, không có là bị nó ép vào là chết. Không hiểu cái con game này nó có thế nào. Từ từ để tôi tắt cái Uniki đi nhá. Do cái Uniki. Khổ. Tắt Uniki rồi. Có đang chơi mất nhạc. Bực. Mày, ấy à, đông quá, khó quá. Trình thôi bây giờ nó khác, khó. Ấy à, ui, chúng nó bắn kiểu gì kinh thế. Thank you.
Ôi chết rồi. Không được, mình phải chạy thật nhanh hay sao ấy. Nấp cũng không được bởi vì nó sẽ đến từ bốn hướng luôn. Nó sẽ tự sinh quân ra đến từ bốn hướng của mình. Tôi đoán là mình phải chơi theo kiểu vừa nấp vừa đi qua chỗ này thôi chứ không không bắn hết được. Nó giống kiểu nó tự sinh ra quân ấy. Lên mẹ trên này. Ồ. Rồi. Tạm thời vào trong này là khá rồi. Đấy, mình đi đường này mới đúng này. Ở dưới là quẳng ngay. Bắt hộ tao cái. Ê. Lên 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 lên. Nhiệm vụ là phải clear toàn bộ chỗ này. Một mình clear toàn bộ chỗ này. Ây da. Ây da. Đi, sao tôi đang đâu ra đây spawn bẻ lính à? Game làm rất điêu nhá. Ở đâu là spawn lính à? Vừa mới không thấy một thằng nào đồng ý xong, tự nhiên sau thấy 2-3 thằng. Game làm kiểu rất bẩn. Vừa phải chứ. Mày láo này. Láo này. Xạ thủ dũng này. Vỡ đầu này. Chưa chết này. Ôi chết nào trượt. Để quân mình kỹ thì bắn vào các đồng chí. Ây à. Ây à. Ôi ôi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Hãy đã nhanh lên. Mana Borden. Mana Borden. Nhìn cho nó thôi. Vỡ đầu này. Nào nữa. Khói gì vào đây? Thả khói độc vào người các bạn. Ây da, ây da. Nhắc khẩu ấy nhanh lên. Ây da, ây da. Thế nhét đạn nhanh vào. Thằng nào. Bạn ơi. Bạn à.
bạn yêu của tớ. Nhảy qua này xong chưa? Xui ui, em bắn rồi game ơi. Em thấy chưa? Giáo hiểu mấy đồng chí này bây giờ mới đứng lên. Chồng kìa. À bị nó còng tay rồi. Khổ. Bảo sao các đồng chí lại như thế. Hóa ra các đồng chí bị còng tay. Trách oan các đồng chí. Giờ đi cứu ông anh. Ông anh ở trong đám này đây. Game deal ăn cả tấn đạn không bị gì. Ừ thì thế mới là game chứ. Các đồng chí bị còng tay. Khổ. Các anh bị còng tay thì các anh cứ phải tự cắn thừng ra mà chiến đấu chứ. Đây rồi, ông anh đây rồi. It was incredible. Em chiến đấu giỏi quá em ơi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ thôi anh. Anh đã sợ rằng là em đã chết. Em, anh mới là người bị trói đấy. Hãy chăm sóc những người khác. Polina. Bố. Khổ, bố mất rồi anh ơi. Misha, we don't have time for this. Chúng ta không có thời gian để thương tiếc đâu anh. Chúng ta phải đưa mọi người ra khỏi đây. Nếu chúng ta còn lại đây, chúng ta sẽ bị bọn chúng coi như là sập bẫy bọn chúng đấy. Em nói đúng. Ông cắn hộ cái. Lúc đấy nó thật với anh em luôn. Phải không cắn đã phải cố mà cắn. Bây giờ tôi hỏi anh em nhé, một thằng nó chói tay anh em chuẩn bị là trong vòng khoảng tầm một tiếng nữa là chúng nó sẽ xả đạn vào đầu anh em. Thế tôi hỏi anh em là anh em sẽ ngồi không, nhìn cái đống dây thừng và nói rằng là cắn cũng đéo gì có được đâu, hay là anh em cũng sẽ nhá? Nào, tôi hỏi anh em điều như vậy. Không nhá được phải cố mà nhá chứ. Thế nào nữa? À, có quân lính ở trên gác thượng, có một cái radio ở đấy, lên đấy sẽ có nhiều súng đạn và đồ tiếp tế. If you're sure, sister, maybe you can reach the roof climbing up there. Bảo mình leo trần nhà. I should get you to the roof. À đây, em leo đường này lên trên các trên nóc nhà. Anh sẽ tìm một chỗ để có thể cover cho em. Nhưng mà em bắn thì giỏi hơn anh. Bây giờ linh hồn của bố đã ở cùng với em. Và bố chắc chắn đã không để em chết ở đây đâu. Bố rất là tự hào về em. Tự hào về chúng ta anh ạ. Hãy đưa người của anh vào trong đường hầm đi. Đừng có bắn trượt em nhá. Không bao giờ trượt đâu anh. Ủa để leo. Ôi dồi. Người nhện là đâu chứ đây chứ đâu. Người nhện Liên Xô là đây chứ đâu. Zamba Peter Parker, Peter Park cùng tôi thật với anh em luôn. Zamba cái thằng người nhện. Ma vèo mới chả ma vùng. Đây mới là người nhện. Polina, do you see the one on the roof? Can you hear me? Đây phải cover cho đội kia bên dưới. Cover. Các bạn ơi, các bạn bắn ai? Lara Croft gọi bằng cụ ứ. Không bao giờ trượt đâu. Không thằng nào có thể sống được khỏi đây. Bố lão à. Ấy à, ấy à. Dính đạn đi em. Chạy đâu? Làm sao? Đưa thêm quân đến rồi. But
Now is the time, Marina. Molotov à? Ờ đúng rồi, đúng. Anh em nhắc tôi mới nhớ. Khốn khổ khốn nạn thân tôi. Quên nào ai nhớ đâu. Đang mải bắn qua, quên bố mất là mình có Molotov. Đạn Molotov. Quăng về hướng kia. Ui xôi, mình đem chuẩn chưa? Quá chuẩn luôn. Ăn đòn này, ho theo này, ló đầu này, vỡ đầu này. Cửa sổ à? Cửa sổ này, câm họng súng luôn này. À, nó định mẹ lên trên này chiến tôi các bạn. Từ đâu ấy? Bắn từ đâu ấy? À đây. Ai ai à? Hộ cái. Hộ cái. Các bạn mẹ gạt giò mình hộ cái. Gạt giò mình hộ cái. Rồi, xuống thôi. Nhẹ nhàng. Thằng này. Rồi, chui. Chui vào trong cái đường hầm ở đây, trốn thoát. Ây da mẹ, trong này có quân địch à? Ây da. Không bao được. Đâu, được hầm đâu? Được hầm đâu? What the hell, được hầm đâu? Ơ ngoài này mà. Ông mẹ đi sai bố đường rồi. Khổ thân tôi. Chỗ nào anh em? Tôi cứ tưởng trong cái tòa nhà đấy. Yêu hiểu. À đây. Ui dồi ôi, cái gì nó có chiến bảo chứ. Ây giỏi rồi. Sorry anh em, khổ. May mà bây giờ thời bình chứ vào thời chiến chắc tôi oảng lâu rồi anh em nhở. Chắc tôi oảng lâu. Rồi mình thoát ra khỏi Stalingrad rồi mà vẫn còn rất nhiều người dân vẫn còn bị kẹt ở lại. The Nazi war machine had touched all our lives, burned away something important. Đây vẫn còn cái người lính quán chiến đấu đến cùng đây. Ui sổ nó giết. Ôi mẹ. Chúng nó mẹ thảm sát. Ôi mẹ, cho người dân đứng mẹ xếp hàng. Ui dồi ôi, máy bay của chúng nó này. Polina trở thành cái thành viên gọi là khát máu nhất trong cái nhóm đặc nhiệm. Quả là một câu chuyện hay đấy Polina ạ. À, chúng ta quay trở lại thời điểm hiện tại rồi. Có vẻ như cô không thể nào cứu sống được cả sinh mạng của bố cô. Cho tôi biết. Tại sao cô lại coi như là được gia nhập vào cái đội đặc nhiệm bí mật này? Anh không làm tôi sợ đâu, còn chuột con ạ. Ây à. You misunderstand me, Fräulein. Cô hiểu nhầm tôi rồi. I do not need you to fear. Tôi không cần cô sợ tôi. I need only your screams. Tôi chỉ cần cô la hét mà thôi. Ơ, định làm gì đấy? Chỉ cần cô la hét là những người bạn của cô sẽ phải khai thôi. Tại sao? Bởi vì tôi là người phụ nữ à? Ôi trời ơi! Thằng mất dạy đánh cả đàn phụ nữ à? Mày không giỏi tra tấn đúng không? Ui rồi ôi! Ui rồi ôi! Con gì là... May mà nó không đập mũi xuống kia, mà đập mũi chán không bị vỡ mũi lâu rồi.
Nhiệm vụ của chúng mày ở đây là gì? Tao không muốn nói gì cả. Thế mày muốn nói cái gì đây? Freisinger? À, tầm con này nó muốn gặp hẳn cái thằng sếp. Muốn gặp hẳn thằng sếp thằng này thì mới chịu khai. Đưa nó quay trở lại phòng giam. Send me all the records on Commander Steiner. Gửi cho tôi tất cả thông tin về tướng quân Steiner. Tất cả bức ảnh về con Lady Nightingale. Thực ra trong lịch sử là Lady Death anh em ạ, nhưng mà trong này thì họ dịch thành Lady Nightingale. Gì đấy? Thằng này nó bảo là thành viên thứ 6 đã chết. Thằng này nó đưa một cái bộ hồ sơ. Một con lính người Mỹ đi ăn cắp máy bay à, như vậy thành viên thứ 6 chưa chết anh em ạ. Bọn tù binh nó lừa mày rồi Richter ạ. À. Mà bây giờ mày lại còn dám nói dối tao. Thành viên thứ 6 của đội đặc nhiệm chưa chết và anh ta đã ăn cắp máy bay để tấn công vào đây để giải cứu. Tao sẽ phải tự thẩm vấn thằng đấy. Cô có bị thương không? Anh mù à? Tớ chỉ muốn hỏi cô tí thôi mà, gì căng. Cô nói gì với chúng? Bọn chúng muốn coi như là tra tấn tôi. À, nhưng chúng ta... Yên tâm đi. Tôi chỉ nói lời nói dối giống các anh thôi. Nó có tin cô không? Hắn ta không hỏi nữa khi tôi nhắc đến Freisinger. Không, thằng thứ 6 là... Ừ, tôi không biết là ai. Thằng thứ 6 là một thanh niên nào? Không, một thanh niên mà trong đám này này, Novak thì chết mà còn một thằng nữa chạy mà. Let Edith Mera break my heart all over again. And you, Lucas? What's the first thing you'll do when we're out of here? Anh sẽ làm gì đầu tiên sau khi anh rời khỏi đây? Thanh niên kia còn bảo rời khỏi đây đi đọc sách à? Làm gì? Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ ăn uống, ăn bánh, ăn biếc. I know what you miss. Yeah. I'd like to have that sweet bird Barbara pour me pints of my local until I forget this infernal war ever happened. I don't even know if she's Thứ sáu là Captain Price. Phi công người Mỹ đúng không? Ừ, bạn định ăn cắp máy bay mà. Thanh niên đấy sau khi trốn được thì ăn cắp máy bay mà. Tất cả người mà tôi yêu mến nhất đã chết hết rồi. Ôi thưa ông anh chết à? Kịch chỉ có lúc mà tôi cảm thấy có cảm giác đó là khi một thằng Đức quỳ trước tôi xin được sống. Chuyện tôi đang ở đúng cái nơi mà tôi cần, tôi đéo cần đi đâu hết. Đúng là mẹ Lady khát máu anh em ạ. Khan màu. À đây, thanh niên người Mỹ đây. Thanh niên phi công bị chúng nó bắt về rồi đây. Ăn cắp máy bay bị chúng nó bắt rồi mang về nó tra tấn. Ui dồi ôi. Thành viên thứ 6 đây đúng không? Quét. Mày dám đánh tao lần nữa mày sẽ chết với tao đấy. Đội của mày nói dối về mày với tao. Now is that so hard? Finally some respect. Ấy da. Ủa nó làm thật nhở. Tao biết mày là người thứ 6 của đội đặc nhiệm. Mày muốn gì với cả cái máy bay đấy? Bọn phát xít chúng mày. Ủa. Tao muốn biết chúng nó nói dối tao những gì. Nó làm 3D công nhận. Chả khác đéo ở ngoài đời. Trận Midway đấy. Chúng ta cùng đến với chiến tranh tại mặt trận Thái Bình Dương. Every time Wayne told the story, it was a little different. He added a wing of zeros or aircraft carrier to his tally.
Tức là đây chúng ta vào vai thanh niên Wade rồi. Lúc này là vào vai Wade rồi. Con game này là nó cứ lần lượt đưa chúng ta qua trải nghiệm của từng những người lính trong đội đặc nhiệm kia. Họ đã trưởng thành như thế nào, họ đã bắt đầu chiến tranh ra sao. Chẳng biết Wade đánh với Nhật. Các anh cần phải có như tiêu diệt hai cái máy bay chở, tàu chở quân của Nhật. Cảm ơn anh em Tile. Chiến thắng này sẽ giúp chúng ta có được Thái Bình Dương. Hãy ra ngoài và xử lý cái đám mẹ tàu đó đi. Tàu sân bay đấy, carrier là tàu sân bay đúng không? Lax Hernandez. Bình tĩnh hết Darknet. Tôi được sinh ra vì cái nhiệm vụ này mà. Yên tâm đi. Battle Midway. Tháng 6 năm 1942. Đẹp nhở. Tôi phải công nhận con game này nó làm đẹp. Với tay mình đang cầm quả mũ phi công đây. Úi xùi. Tôi hy vọng là cái màn bay máy bay này nó sẽ epic. Rồi máy bay đang đợi mình ở trên. Máy bay đang đợi mình ở trên bong rồi. Cảm ơn bánh bao. Trận Midway là một trong những trận mà thất bại lớn đầu tiên của Nhật đấy. Nhà tôi phải nói thật với anh em là bọn Nhật hồi đấy nó cũng húng quá đúng không anh em? Nó lại đi nó làm cái quả chân châu cảng, tức là đánh vào cái lòng tự trọng của người Mỹ. Nhật hồi đấy là cũng máu chiến đi, cũng nghĩ là mình coi như là đủ sức để coi như là cân kèo cả khu vực châu Á. Thế là coi như là chơi ngay quả chân châu cảng. Thế là Mỹ tham chiến luôn. Cảm ơn Hú Hoàng Sơn. Chứ còn Mỹ đầu tiên là nó cũng đứng ngoài chứ mà. Thấy tham chiến chưa có lợi lộc gì là các anh ấy cũng chưa nhảy vào đâu. Chúng ta được bao nhiêu huân chương thì chúng ta thắng trận này đấy. Chỉ cần nhớ là chúng ta là một đội ở trên đấy. Giữ vị trí đội hình bay. Rồi lên rồi. Ui xôi ôi. Tàu sân bay đây anh em. Như thật luôn. Rồi máy bay của chúng ta đang đợi rồi. Chúng ta phải đi bắn được càng nhiều máy bay Zero càng tốt. Máy bay Zero thì anh em đều biết đấy, nó là cái máy bay tiêm kích nổi tiếng của Nhật trong chiến tranh thứ hai và một trong các loại máy bay mà được tin cậy nhất. Máy bay Zero. Mình phải đi chiến đấu cả con máy bay của Nhật. Radio check for Sugar 17. Hear you loud and clear. Mitsubishi đấy. Rồi, Mitsubishi Zero. Hey, they're signaling for pre-flight check. Kiểm tra động cơ. Check the elevators in the back. Đâu, như nào? Rồi, cái này là chúng ta sẽ đẩy ra phía sau là sẽ hạ máy bay xuống và đẩy ra phía đẩy ra phía trước hạ máy bay xuống, đẩy ra phía sau là sẽ đưa máy bay lên. Ok, xong. Có muốn invert không? Invert đi. Cho dễ. Rồi. Đây. Chúng ta đưa chuột này để là rẽ trái rẽ phải máy bay. Ok tốt. Cánh phải được. Cánh trái, ok, cánh trái hoạt động tốt. Bắt đầu mở máy. Giữ W. Ui xôi ôi. Nghe tốt đấy. Giữ S. Tăng tốc. À không, hạ. Các anh được quyền để cất cánh. Hãy đưa cô ấy lên với bầu trời. Sẵn sàng chết năng đét. Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi, full power. Ui xôi ôi. Ấn ép. Thả phanh. Ui xôi ôi. Lên. Lên. Rồi, không cắm đầu xuống biển là một thành công của tôi rồi. You're no fun. This isn't supposed to be fun, Bendale. Rồi, tốt.
So, you gonna tell me her name or what? Which one? The plane. Đang hỏi em tên của cái máy bay mình đặt là gì? Cậu vẫn muốn hỏi coi cái tên của nó à? Fine, keep your secrets. Ok, cậu giữ bí mật đi. Cảm ơn anh em Hứa Hoàng Sơn. Ui dồi ôi mẹ. Thế này gì? Sugar 10 to all Victor aircraft. Who's out of formation? Something's not right. Oh my god. Oh, xe lôi đến rồi. Holy shit. Goddamn zeros out of nowhere. They're on our torpedo bombers. Fighters aren't here yet. S-17. Chiến đấu luôn. Tiếp tích của địch đến rồi. Này thì keep them off the torpedo bombers. Mayday, mayday, I gotta bail. Ây à, chúng nó bay khó khó bắn lắm anh em ạ, khó điều khiển lắm. Ây ôi, ây à. Đi đâu cả em? Đi đâu hả em? Xác định đi. Trời ơi, vừa vào đã hai chiến công rồi. Mẹ, tôi sắp sửa thành phi công ách rồi anh em ạ. Làm sao? Làm sao? Ba chiến công nhạn nhòe. Rồi. Nice job, S-17. Pay attention, boys, and someday you'll be in Jackson seat. God, I hope not. Watch that flag, boys. Coming up on the fleet. Súng phòng không là bắn lên đấy. Japanese fleet below us. Keep steady. Ủa, cái gì đấy? Đấy, đạn phòng không đấy, nổ ở trên đấy. Anh em đã thấy cảm giác của B-52 Mỹ khi mà bay trên bầu trời Hà Nội chưa? Nó giống như thế này đấy. Tất nhiên là hồi đấy mình có cả tên lửa nữa, chứ không phải là chỉ có đạn súng phòng không. Nhưng mà hồi đấy nó gần gần giống như này. Ủa ôi. Ủa ôi. Bomber, start your run. Thả bom. Here we go. God. Hold on to your ass, Hernandez. Cảm ơn anh em Hứa Hoàng Sơn. Give it tight. Watch that tracer fire. Rồi, thả bom. Tàu sân bay đầu tiên của Nhật. Ây à. Thả bom nào anh ơi. How to thả bom. À đây rồi. Thả đi. Thả lúc nào. Angel 2. All bombers, get close. You just go. Almost there. Xin lỗi các anh Nhật. Ra đi đi. Cất bom. Tí thì quăng. Một con tàu sân bay đi rồi. Bạn Nhật, mình chào bạn Nhật. Bạn chạy đâu? Chạy đâu ở mình? Chạy đâu giúp mình cái? Có bắn quá anh em ạ. Máy bay khó điều khiển quá. Nó không hiện đại như máy bay bây giờ, nó có khóa mục tiêu khổ. Rồi, một thằng. Hai thằng. Hay à.
bombers are down. Getting picked off. We need to climb. Bắn toàn là đi đâu, khổ khó lái lắm đấy em ạ. Đời nó vô liều. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Chịu mày, chịu mày đấy. Khó để giữ vững cái máy bay, nó bay theo ý mình lắm. Come on, come on. Thế mình biết ngày xưa mẹ lại máy bay giỏi nhá. Mẹ phi công tiêm kích ngày xưa. Chơi con này làm tôi nhớ lại con Papa Party kìa bạn. Checkpoint rồi các bạn. Checkpoint rồi. Rồi, chuẩn bị pha thả bom. Không phải cái này. Lên cao đã. Chuẩn bị cắt bom phát thứ hai. Chúng nó đang ở sau lưng tôi rồi. Bọn đang bắn thẳng về phía tôi. Nhanh lên, lên cao. Lên. Phải lên cao mới cắt bom được. Woo. Rồi. Rồi. Chuẩn bị tinh thần. Chúng ta cắt bom phát thứ hai. Thoát bọn kia rồi. Ây da, bị cháy mất cánh rồi. Không sao, chiến đấu được. Máy bay vẫn bay được. Ây da, khó bắn thế. Bắn tao là con chó. Zero, coming right at us. Shit. Láo này. Keep getting out soon until we're back over the fleet. Shut him down. Láo này. Máy bay Nhật này. Anime này. Thế đó. Đến tọa độ có thể hạ xuống đánh bom rồi. Ai còn bom? S-18 vẫn còn bom. Bắt đầu. Cảm ơn Hitler. Được rồi, S-17, S-18 tất cả trung lại vào hai anh. Đi sau chúng tôi và chuẩn bị coi như thả bom. Chuẩn bị tinh thần thôi nhé. Lúc nào nó thả bom thì anh em phải tôi quay nút thả bom rồi. Ây da.
Let me down! Aya! Feeling steady! 200 more! Ôi ôi, chứ đổ bố bay bay rồi, khổ quá, súng nó bắn kinh quá. Ừ, phải đến gần mới thả được. Mình phải lách đạn đấy các bạn. Phải lách đạn của chúng nó. Lao thẳng xuống là chết. Thôi, khó thế, làm nào. Mẹ phải đốt đồ bút lét đấy các bạn, tránh đạn. Tránh kiểu quái gì? Đây, tránh đây. Úi dồi, lạc bạ bị bộ. Lạc bạ bị bộ. Chết bạn. Hiểu này thì lượn đến bao giờ cho nó được đây, không biết nữa đời tôi cô liêu. Cái người lượn thế nào, em lượn thế này thì còn đến đâu nữa. Nếu ai mà bay được đạn nó bắn nhiều thì chơi nào được. Bay vòng xoáy xuống ạ. Tránh đạn kiểu gì luôn. Đấy em Hitler Z, tránh kiểu gì như thế nào. Thôi xong tôi rồi. Bay xoắn ốc, bay làm sao xoắn ốc được, em phải hiểu có một cái chuột thôi. Có mỗi con chuột bay thôi, có phải là cái gì đâu, anh em bảo bay xoắn ốc, con nút xoắn ốc đéo đâu. Lao mẹ thẳng xuống chỗ rộn, bố lao thẳng xuống chỗ mày này. Tao lao thẳng mẹ xuống luôn, chết mẹ. Tôi chết rồi. Cái màn này có khi 3 tiếng mất anh em ạ. Đang quay chuột tụi mày thế này được đây. All aircraft, draw fire from S-17. Altitude, altimeter's busted. Think you better hang on back there. Nó hiểu phải làm thế nào luôn đi. Bay sau tim á. Look behind us and take the shot. That'll be by the skin of our teeth, isn't it? Dùng thả bom để né á. Né nào, né này á. Tôi xong rồi. Đi rồi. Đoạn cuối có đạn súng liên thanh. That'll be by the skin of our teeth, isn't it? It'll be close enough. All aircraft, draw fire from S-17. Altitude! Altimeter's busted! Then you better hang on back there! I'm hit! Watch it out! Captain, it's on you! Feeling steady! 200 more! A little farther! Tránh đi! Cắt bom chưa? Tắt bom đi. Bố láo à. Đây thì quy mô này. Ui xôi ôi. Ui xôi ôi. Wade would rather have been called a hotshot than a hero. That was his contradiction. He is one of the war's greatest pilots, but he needed a team. The problem was getting him to admit it. Thằng người vậy mà. Hên thôi. Ôi dồi ôi. Thằng điên quét bị ném vào đây rồi. Hey guys. Chào mọi người. Don't everybody rush over at once. I'm fine. Tôi ổn. Isn't this a nice... Thế này không hay hay sao? Một sự đoàn tụ của các người. You lied to me. Mày nói dối tao. Rui knew he was dead. Bọn tao cũng tưởng anh ta đã chết. Really? Sẵn sàng đi. Ôi kìa! Ôi vai! Vai! Anh nào đây? Anh nào bị bắn đây? Đừng có nói dối tao lần nữa, anh nào bị bắn đây? Khổ quá. Mẹ nó xử từng người một, anh nào bị bắn đây?
the highest order. Oh, thằng kia. Ôi dồi ôi, cãi nhau. Thằng Freisinger đang cãi nhau cả mấy lão kia. Quét à? Không phải Quét, ai? Chuyện quái gì vậy? Hitler đã chết. Đây là đến đoạn giả tưởng của game này rồi đấy anh em. Có phải là quân đồng minh đã giết quốc trưởng không? Không, ông ta đã tự sát. Nghe là cái này, đoạn này là vẫn giống ra lịch sử, là Hitler đi vào cùng cả người tình Eva Braun, sau đấy là khóa cửa dưới cái hầm băng ke ở phủ thủ tướng đấy. Sau đấy là tự sát. Nhưng mà cái đoạn này là đoạn giả tưởng này, ta quân Đức không đầu hàng ngay sau đấy mà còn tiếp tục. Tôi tin anh đã có thông tin mới dành cho tôi. Ok, bị giết hết. Nó thanh toán môn hộ để che giấu thông tin rồi giết mấy thằng kia luôn. Anh, như anh đã biết, thằng người Mỹ là thằng thứ 6. Cảm ơn anh em Kaito. Nhưng mà tôi đã khiến cho bọn chúng coi như là bị gục ngã rồi, khiến cho bọn chúng bị sợ hãi rồi. Hitler trốn mà, mới đau tôi chứ. Chẳng còn gì cho chúng ta ở đây nữa. Nếu mà đế chế thứ 3 có thể tồn tại được nữa thì phải có một cái đường an toàn để di chuyển đến cái thành phố khác hay sao ấy. Tôi trông đợi vào anh Richter. Bọn này lên kế hoạch để duy trì cái đế chế thứ 3, chế độ phát xít. Tôi sẽ lấy thông tin bà ông cần. Tôi thề, định xử cả thằng này luôn nếu mà không được thông tin. Thời gian của anh còn ít lắm đấy. Tôi hiểu. Bố ai biết được nó trốn hay không? No to xích. Anh em nói thế thì cũng chịu. Bởi vì là sát cũng bị đốt rồi mà. Nhưng mà sau này thì sát thì có thể bị đốt, chắc người ta cũng phải biết khám nghiệm nào đấy chứ. Đi ăn cắp máy bay nhưng mà không được. Khi tôi đến đây thì mọi người đã bị giam ở đây hết rồi. Ồ, mượn một quả bom. Blows wide open and we walk right out of here. Oh. If we leave that alone, tức là sẽ đang đợi máy bay đến thả bom để coi như là phá thủng tường chỗ này để chạy. Nhưng mà em người Nga bảo đừng có tin thằng này. Anh biết gì về coi như là thuốc nổ cơ chứ? Không thể có thuốc nổ à? Đâu? Wade's more than capable of getting us out. Files in hand. Thế bảo lấy mượn được quả bom của người Nga ấy. Mà tôi chả hiểu là mượn quả bom của người Nga là sao. Quả này tiếp tục ở Thái Bình Dương à? Ui xôi. Thử máy bay Nhật. Ui xôi. Pha mẹ bổ nhào. Chuẩn bị lượn lên này. Ui dồi ôi. Chiếc thằng này nó bay được. Ôi, khổ hai chiếc yên nhật đâm vào núi rồi. À, vẫn còn một. Đuổi luôn. Anh điên rồi, để bọn chúng chạy đi. Tôi sẽ phải giết bọn chúng mấy thằng cuối cùng. Ôi rồi, úi rồi, ôi ba đai à, ba đai, úi rồi. Cháy bố động cơ rồi. Chúng ta trúng đạn rồi. Okay. Khi mà Wade còn ở trong lượng không quân, anh ta là cái thứ nguy hiểm nhất trên bầu trời. Ê, nhưng mà bay gần coi như là mặt trời quá cũng sẽ bị cháy cánh. Rồi. Máy bay rơi.
King Kong. Tôi thật với anh em, nhưng nó có làm phim điện ảnh mà nó có lồng vài cảnh trong này vào chúng ta cũng không biết đúng không anh em? Tôi thề, bọn này mà nó có làm phim điện ảnh có lồng vài cảnh trong này vào, tôi đảm bảo anh em không biết luôn, chắc chắn luôn. Có mấy cảnh nhìn khác gì thật đâu. Anh đúng là thằng ngu. Tí nữa thì coi như là cả hai chúng ta chết rồi đấy. Được rồi, ok. Tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây nhưng mà sẽ đau đấy. Ok, đau, 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 bị thương ở chân. Này Wes, anh lại với tôi nhá. Tỉnh dậy, anh không được ngất đi. Tỉnh dậy. Không, hôm nay không phải là ngày anh chết. Không phải ngày hôm nay, dậy ngay. Ui dồi ôi, rút cái mảnh sắt đâm vào chân. Đâm vào đâu đấy? Đâm vào chân hay đâm vào đâu đấy? Có cái lờ nhìn vào biết ngay, dăm ba cái engine nhìn phát biết giả, trường Aniki. Ấy giả. Kinh nhỉ? Không, anh em nói cũng đúng. Dù gì thì người ta làm game thì cũng không thể nào người ta đầu tư như là làm coi như là CGI 3D cho phim được. Nhưng mà tôi nghĩ đến cái mức độ này cũng là mức độ kinh rồi. Cũng tôi cũng thấy không thua kém gì phim lắm đâu, phải nói thật. Che lá lại cho mình. Ôi giời ơi. Mày... Cai Nhật đang đi tìm đấy. Đấy, ôi, Cai Nhật đấy. Cai đang nhìn thấy cái máy bay của mình rồi. Cảm ơn anh em Huy Nguyễn. Chạy thôi. Chạy. Có anh ơi, em Weibo, anh ơi. Thay em canh nhá. Em Weibo ạ, em Weibo. Vãi cả Focus để nghe được cả quân địch đang ở chỗ nào ạ. Kinh vậy. Mẹ thanh niên quét này Assassin's Creed à? Kinh đấy. Nín thở cái coi như là biết luôn, nghe luôn tiếng chân và biết luôn là quân Nhật đang ở chỗ nào. Đấy, nhất anh quét còn gì nữa. Mình có thể sai lầm thách đạo nhá. Ôi mày thằng kiều chạy nhanh thế. Mày cho bày đấy. Mày mở lại thêm tí nữa mà chết với tao. I'm coming, buddy. Hô to lên em là Weibo chúa thì nó tha cho. I am Betonamu. Betonamu. I'm the Weibo Betonamu Weibo. Rồi, tốn gần thằng này tôi xử thằng này rồi đấy. Loay hoa hả con? Ui sổ, bị thương mà giết người vẫn mẹ cháy vậy. Không được, bắn là sẽ bị lộ. Giải pháp cuối cùng mới bắn thôi. Cảm ơn Hiến Đào. Ohayo watashi wa betonamu jindo. Kịch quát mù đô trời. Khiếp, anh em giỏi tiếng Nhật thế.
Ohio, kinh, Watashi, ừ, kinh quá nhở. Ohio là chào các anh, Watashi là tôi. Tôi là Beto Dabu, tôi là người Việt Nam đúng không? Anh em giỏi tiếng Nhật phết đấy, kinh đấy. Để Thái đi sau thì mày chết đi còn gì nữa con. Xác định đi. Cảm ơn Hiền Ngọc. Trang sói nhào ra đờ cờ mờ. Vãi cả nhào ra đờ cờ mờ. Trang em bảo Nghĩa nhào ra nhá. Đừng bảo anh nhào ra. Em lại cứ ra em bảo trai lại nhào ra để chúng nó giết. Trong khi chồng em thì ở nhà an toàn, em khôn thế. Mẹ em bảo Nghĩa nào ra. Đâu chuyện ra bảo người dưng lao ra, tính mạng thì của mình, trong khi bảo người dưng lao ra thì ai chơi nghệ thuật chứ. Ồ, mày sẽ biết thế nào là tuyệt chiêu bụi cây biết nói còn ạ. Bụi cây biết nói, bụi cây biết nói, bụi cây biết nói. Láo này. Xin lỗi anh nhá. Này lúc nãy cái nút nào nút nín thở nhỉ anh em nhỉ? Lúc nãy rõ ràng nó cho mình cái nút nín thở để nhìn bọn kia mà. À rồi, có cái lô cốt ở đây. Mattel ở đây. Bốn à? Ừ, bốn. Ừ, chả có thằng nào ở đây luôn. Mattel chắc vừa xử một thằng ở đây rồi. Ở đâu là quân mình mà. Ôi trời ơi, khổ một anh người lính Mỹ đây này. Nhìn cái tưởng lính Nhật. Khổ quá. Rồi dùng radio để gọi người đến giúp. Mayday, mayday, mayday. Tất cả những đơn vị đang nghe thấy tôi gọi. Tôi muốn được coi như là quân đội, à, đội quân nào đến để giúp đỡ. Có ai nghe thấy tôi không? Không ai nghe thấy rồi. Ồ. Ồ. Hình như các anh đang nói gì với bộ anime mới ra hay sao ý? Làm sao? Làm sao? Hổ đâm ở dưới nó không đến anh em ạ. Làm sao? Săn bài Nhật làm sao? Làm sao? Anh bọn em tiếp canh hết luôn. Tiếp tục nào canh. Em có thủ trong này này. Như một con thú săn mồi luôn. Em thấy kinh. Chuẩn bị thần đi anh ơi. Con thú săn mồi. Con thú săn mồi. Tại sao người Nhật được lồng tiếng còn Nga không được nhỉ? Ừ, anh em nói cũng đúng.
Hơi mà Nhật thì được lồng tiếng, nhưng mà chỉ là mấy cái tiếng kiểu nói kiểu đơn giản thôi anh em ạ. Còn cái màn chơi Liên Xô của chúng ta thì nó có nhiều cái đoạn hội thoại phức tạp hơn. Ôi giời. Ui vai. Hầm trong à. Ôi. Dưới này có khẩu lục. Bẫy đấy. Bọn Nhật thì cũng gớm phết đấy. Đùa đâu. Nó vừa nói cái gì Odi-chan đấy. Nhưng nó bảo tìm được Odi-chan rồi sao nhở. Odi-chan ba ca. Ơ mẹ mà tèo đây mà. Mình đi chỗ quái nào. Tầm này tôi chả sợ thằng nào hết. Cổ chiến luôn. Ôi sổ ơi, bạn dài về em á. Anh còn phải học hỏi mấy cái đòn nhiều lắm anh ạ. Đầu tiên là phải tìm cái bụi cây trước nhá. Các anh nhá. Sao không bắn được nổ cái này nhỉ? Ây à. Em chào anh Nhật. Chào anh Nhật. Em chào anh. Đùa chứ cái này có nói là rừng Việt Nam giống phết chưa anh em nhở? Tôi nghi là... Ôi! Ôi! Chạy 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 chạy. Tôi nghi là con này tận dụng lại cái màn từ con cua lắm. Đúng anh em? Lại cái màn rừng này chắc chắn tận dụng lại từ con cua. Thầy! Ây! Mẹ mình nói chọc mình thì đến mà mình chọc nó không đến là sao? Điều nó vừa thôi chứ. Cái anh này copy paste tạo lại đỡ mất tham. Đây là Philippines thì cũng Papua New Guinea. Gần giống Việt Nam thôi mà. Ây ôi, chết rồi. Chim ngắn quá. Trượt nhá. Cái vào đây. Hộ em cái. Hộ em cái. Hộ em cái. Xử lý ngay. Dầm bà. Ô. Ở đây gần đây anh. Đứng lại gần đây anh. Ơ kìa. Bắn đâu đến đây. Khẩu anh Dũng đang cầm là khẩu súng trường Arisaka có hình mặt trời thoi đạn biểu tượng của Nhật Bản. Ờ đúng rồi, cái chỗ đuôi khẩu súng ấy đúng không? Hình mặt trời đang tỏa nắng ra đúng không? Ồ. Láo này. Anh em dám chê tôi coi như là chim ngoắn à? Tôi xử luôn. Nào, xem thằng nào ngắn thằng nào dài. Đó này phải nghệ thuật anh các bạn, nghệ thuật. Không có là chúng nó bắn. Ôi rồi ôi.
Ôi dồi ôi. Súng của nó có lê á? Súng của chú cũng có lê cháu ơi. Vừa có một cháu bảo là với súng của chú không có lê, súng của chúng nó có lê nên chú chọc chúng nó khó hơn. Súng chú có lê cháu ạ. Cháu nhìn đến lê chú không? Này, có cái lê dài cháu. Bạn ơi, nhựa tớ cái xem tớ có cái lê không. Bạn ơi, nhựa tớ sẽ cái bạn ơi. Đi hết rồi. Nhẹ nhàng. Quả xuống phòng không đây. Đẹp nhở. Lại đứng ở đây quan sát được cả thung lũng. Ơi. Xài tí thì chết. May mà tôi tỉnh. Quả máy bay của thanh niên nào đang dở trên ngọn cây kia rồi. À, sử dụng radio trên máy bay để gọi tiếp viện. Hy vọng là radio nó chưa hỏng. Có quả flare. Bắn thôi. Nhật nó nhìn thấy flare đấy. Có phải canh Nhật bốn anh. Bom cho nghệ thuật á? À, nghệ thuật là như này này. Cả tiểu đội bọn này sẽ hoảng với tôi. Nhìn đến anh em này. Nhìn mà học tập đây này. Một, hai. À! Một thằng. À! Hai thằng. Rồi, chết rồi đấy. Đơn giản thế thôi mà. Gì đó. Cảm ơn anh em Huy Nguyễn. À, Mateo đây rồi. Hang on, buddy. I'm coming. Mà ta đang bị chó tra tấn đấy sao ấy. Ok. Ôi tôi xong. À mà ta đang đánh nhau. Ui, một sọc. Ui, anh ơi anh chọc một phát thôi. Anh chọc gì anh chọc mẹ. Anh chọc thế đấy còn gì là người địch nữa. Thằng man dơ. Bọn chúng ở khắp nơi. Thôi xong rồi, chọc này. Chọc này. Chọc này. Tù binh rồi.
Tôi đoán là theo kịch bản của mấy bộ phim Mỹ là bởi vì mình đã bắn cái flare lên rồi đấy, bọn này chuẩn bị giết mình thì là có máy bay đến cứu bây giờ mà. Đảm bảo với anh em luôn. Tôi đọc vị. Ơi, mày làm gì mày tát tao? Làm gì cả? Anh nói gì đấy? Ôi dồi, thôi xong, thanh niên sĩ quan Nhật cầm cái kiếm ra rồi. Sắp sửa có ma chặt đầu à? Ôi dồi! Thôi anh ơi! Thôi anh ơi, thôi. Thôi xong rồi. Mày có biết nói tiếng Nhật không? À, đấy, có quân tiếp viện đến rồi. Đấy, tôi biết ngay mà. Phút cuối là quân mình đến mà, anh em tính chuẩn không? Ôi dồi ôi. Kìa gì? Ôi anh khổ, anh võ sĩ đạo vẫn cầm con katana Jin Sakai kìa bạn. Khổ. Woke up. They're still alive. Yeah. No shit. Kịch bản phim Mỹ mà. Cởi trói cho họ. Tôi là Hernandez, không quân. Và đây là Trung úy Jackson. Chúng tôi bị bắn rơi. Rồi, tôi là James Washington, bị bộ binh sư đoàn số 93. Anh có cái máy bay nào đấy không? Bọn tôi cần phải lên máy bay. Máy bay á, chúng ta có may mà có đạn đấy. Anh có biết dùng súng không? Cũng biết dùng cơ bản giống anh thôi. I got control of the stick now, Lieutenant. You're just the Samuel Jackson. Không. Samuel Jackson là thứ đéo nào? Sao lại thấy cái đéo thì PAV hết cam online là thứ đéo nào? Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục chiến dịch ở Thái Bình Dương. Thế à, kinh rồi.